Sáng 25 tháng 12, tại tòa soạn báo Thanh Niên đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận bảo trợ cho 10 trẻ mồ côi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, những nhà bảo trợ lần này là Hoa hậu, Á hậu, các người đẹp và ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2021. Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, tổng biên tập báo Thanh Niên nói, các người đẹp đã chọn hành trình nhân ái ngay sau khi mang trong mình sứ mệnh của Hoa hậu, của những điều tốt đẹp để đến với gia đình Thanh Niên, cùng báo thực hiện nghĩa cử cao đẹp là ký thỏa thuận bảo trợ cho các trẻ mồ côi. Khi mà thực hiện cái chương trình cùng con đi tiếp cuộc đời đã qua 3 tháng rồi, chúng tôi cũng tại tòa soạn này đã tổ chức, đây là cuộc ký kết bảo trợ cho lần thứ 6. Và đã hơn 120 cháu được nhận. Nhưng mà đây là một cuộc khẳng định nhất. Những người đẹp của chúng ta đã có một cái việc làm đầy nhân văn, là làm cho cái xúc động đến trái tim của mọi người. Chị Đặng Bảo Trâm, nhà sáng lập Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2021, đã thay mặt ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam cảm ơn báo Thanh Niên đã trao cơ hội để thực hiện sứ mệnh của mình đối với cộng đồng. Đưa cháu gái đến tòa soạn để ký thỏa thuận bảo trợ, ông Trần Kỳ Phúc, đại diện cho phụ huynh của 10 trẻ mồ côi, xúc động kể về những tháng ngày đau lòng vừa qua. Một người cháu gọi ông Phúc bằng cậu là chị Huỳnh Thị Tâm Thảo, 33 tuổi, mắc Covid-19 và bệnh đột ngột trở nặng, rồi mất vào ngày 13 tháng 11, để lại con nhỏ. Thì gia đình cháu là tôi là đã rơi vô cái cảnh khốn khó, mà lỡ như là cháu còn một người anh nữa sẽ nghĩ tới con đường mà còn đưa cháu đi học tiếp tục hay không, giờ lo cháu như sao, tại vì ông bà ngoại nghe là tuổi là đến tuổi giờ hưu rồi, mất sức lao động, thì trong cái quá trình mà đang chơi với chuyện cuộc sống mà nó khó khăn á, thì gia đình tôi lại cũng được một người mách bảo với cái chương trình mình cùng con đi tiếp cuộc đời của báo Thanh Niên đã hỗ trợ cách tích cực và được nhiều mạnh thường quân mà ngó nhìn đến những cháu trẻ mồ côi chứ, tại vì ở trong thành phố này thì tôi rất là cảm kích. Hôm nay thì tôi cũng xúc động quá, tôi cũng không biết nói gì. Những mạnh thường quân đây đã thể hiện những tấm lòng hết sức cao cả. Các bạn hay các anh chị cũng biết hai từ mồ côi nó đơn giản lắm nhưng mà hiểu sâu đậm thì nó rất là thấm thiết. Lắng nghe câu chuyện và mong muốn chia sẻ nỗi mất mát của các gia đình trẻ mồ côi, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam và các người đẹp tham gia cuộc thi đã trao tặng số tiền 2,7 tỷ đồng vào chương trình Cùng Con Đi Tiếp Cuộc Đời. Tại tòa soạn báo Thanh Niên, chương trình đã thực hiện ký kết biên bản thỏa thuận giữa chị Đặng Bảo Trâm, Hoa hậu Đào Ái Nhi, Á hậu Đỗ Thị Vân Anh, các người đẹp khác Mai Thanh Nhàn, Đặng Hoàng Uy, Trương Hiền, Hoàng Ngọc Anh với gia đình 7 trẻ mồ côi. Nhà báo Hải Thành, phó tổng biên tập báo Thanh Niên, đại diện cho bạn đọc của báo Thanh Niên ký kết thỏa thuận bảo trợ với gia đình của 3 trẻ mồ côi. Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn đã thay mặt chương trình tiếp nhận tổng số tiền 2,7 tỷ đồng từ ban tổ chức cuộc thi và các người đẹp tham gia cuộc thi trao tặng. Trong đó, chị Đặng Bảo Trâm và chị Đặng Thu Vân, đại diện ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam và nhà hảo tâm sữa Danalac tặng 500 hộp sữa trị giá 290 triệu đồng. Hoa hậu Đào Ái Nhi tặng 1 tỷ đồng và số tiền tài trợ sim đấu giá 500 triệu đồng. Á hậu Đỗ Thị Vân Anh tặng 269 triệu đồng, chị Mai Thanh Nhàn tặng 559 triệu đồng, chị Đặng Hoàng Uy tặng 200 triệu đồng, chị Trương Hiền tặng 150 triệu đồng, chị Hoàng Ngọc Anh tặng 50 triệu đồng, chị Đinh Ngọc Phượng tặng 200 phần quà sâm trị giá 120 triệu đồng, chị Nguyễn Thị Quỳnh Như tặng 30 chiếc iPad trị giá 300 triệu đồng. Tại buổi lễ, 10 trẻ mồ côi đã được nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn và chị Đặng Bảo Trâm trao tận tay số tiền bảo trợ tháng đầu tiên trong hành trình bảo trợ của ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam và các người đẹp. Mỗi em nhận 3 triệu đồng.